Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thời sự quốc tế. Đầu bản tin, hãy cùng dành ít phút để điểm lại những thông tin nóng nhất đã diễn ra trong những giờ qua. Nga đe dọa xử lý những nước có biểu tình đốt kinh Koran. Cuộc phản công của Ukraine có dấu hiệu chứng lại. Yêu cầu của ông Putin đối với Belarus. Ukraine nói về việc xin gia nhập EU, ga tàu ở vùng biên Nga bị UAV tấn công. Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, người theo đạo hồi, cảnh báo ông sẽ xử lý những nước bán bổ kinh Koran sau khi xong việc ở Ukraine. Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Chechnya thuộc Liên bang Nga, đã bày tỏ sự phẫn nộ trước các cuộc biểu tình có hành động đốt kinh Koran ở châu Âu. Ông gọi tình trạng này là thách thức chưa từng có tiền lệ đối với thế giới Hồi giáo, có nguy cơ leo thang đến mức không thể sửa chữa. Lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo đâu rồi? Vì sao họ làm ngơ cho thánh kinh của chúng ta bị báng bổ không đưa ra hành động nào đáng kể nhằm bảo vệ người Hồi giáo và tôn giáo của chúng ta. Có phải họ sợ phản ứng và trừng phạt từ Mỹ cùng châu Âu hơn cả sự thịnh nộ của đấng toàn năng? Ông Kadyrov viết, Một khi xong việc ở Ukraine, chúng tôi sẽ tiến đến xử lý những nước đã bán bổ kinh Koran. Nhà lãnh đạo Chechnya tuyên bố, đồng thời khẳng định tín đồ Hồi giáo tại Nga sẽ không để yên cho tình trạng này tiếp diễn. Kadyrov cho biết Chechnya đang có khoảng 10.000 quân nhân tham chiến tại Ukraine, cùng 15.000 người đang chờ lệnh hành quân. Ông nói Chechnya còn khoảng 30.000 đến 50.000 tình nguyện viên cùng vũ khí hạng nặng sẵn sàng đến chiến trường Ukraine. Tôi hoàn toàn tin tưởng nước Nga sẽ giành thắng lợi, ông nói. Thời gian qua, nhiều cuộc biểu tình đốt kinh Koran xảy ra ở một số nước châu Âu như Thụy Điển và Đan Mạch. Cả hai quốc gia đều nói họ lấy làm tiếc về hành vi này, nhưng không thể ngăn chặn do các quy tắc bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Sau hai tháng phát động, cuộc phản công giờ đây có dấu hiệu chứng lại các bước tiến của Kiev vẫn bị cô lập ở một số ngôi làng. Quân đội Nga đang tiến công ở phía Bắc và kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 do Mỹ sản xuất bị trì hoãn. Việc Ukraine không có khả năng thể hiện thành công quyết định trên chiến trường đang làm giấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột sẽ đi vào bế tắc và sự hỗ trợ quốc tế có thể bị sói mòn. Một báo cáo tình báo mới được phân loại của Mỹ đã dự đoán rằng cuộc phản công sẽ không tiến xa và đến được thành phố Militopol trọng điểm ở phía đông nam trong năm nay. Trong khi đó, công chúng Ukraine hiện mệt mỏi vì chiến tranh và mong muốn các nhà lãnh đạo ở Kiev giành được chiến thắng nhanh chóng và ở Washington, những lời kêu gọi cắt giảm viện trợ cho Ukraine dự kiến sẽ được khuếch đại trong thời gian sắp tới, diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo các nhà phân tích, nếu không có các loại vũ khí tiên tiến hơn dự kiến để củng cố tiền tuyến hoặc các lực lượng dự bị được triển khai đầy đủ, thì Ukraine khó có thể đảm bảo một bước đột phá trong cuộc phản công. Franz Stefan Gadi, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế và Trung tâm An ninh Mỹ nhận định, câu hỏi được đặt ra ở đây là bên nào sẽ bị tổn thất sớm hơn. Chúng ta không nên mong đợi Ukraine đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự lớn nào chỉ sau một đêm. Gadi cho rằng Nga và Ukraine hiện trong giai đoạn tiêu hao, cố gắng làm hao mòn tài nguyên của nhau hơn là giành được những bước tiến đáng kể về lãnh thổ. Với lực lượng bộ binh phần lớn bị cản trở, Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới trên đất Nga bao gồm cả các mục tiêu ở Moscow, song các cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại tối thiểu. Khi được hỏi về tiến độ của cuộc phản công, các quan chức phương Tây và Ukraine kêu gọi hãy kiên nhẫn, mô tả cuộc chiến diễn ra chậm hơn dự kiến, nhưng nhấn mạnh Kyiv đang dần đạt được những thành tiệu. Tuy nhiên, khoảng thời gian để Ukraine tiến hành các chiến dịch tấn công là có hạn. Năm ngoái, các lực lượng Ukraine đã đạt được rất ít tiến bộ sau khi tái chiếm thành phố Kherson ở miền nam vào đầu tháng 11 do thời tiết khắc nghiệt. Yuri Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, với lực lượng mặt đất đang tiến công chậm, Ukraine sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV để mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội, trong khi chờ đợi các loại vũ khí và huấn luyện tiên tiến hơn, bao gồm cả sức mạnh không quân lớn hơn. Chúng tôi chưa có F-16 nên chúng tôi phải tìm cách bù đắp cho sự vắng mặt của chúng và UAV phần nào được sử dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt hàng không, ông Sak nói. Cơ quan tình báo nội bộ chính của Ukraine đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây đã tấn công một cảng lớn và một tàu chở dầu của Nga gần Crimea. Theo một quan chức tình báo Ukraine giấu tên nói với Washington Post, các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù các cuộc tấn công bằng UAV dù có thể chuyển sự chú ý khỏi cuộc phản công trên bộ của Ukraine, song chúng khó có khả năng làm thay đổi cán cân cuộc chiến theo hướng có lợi cho Kiev. Bob Hamilton, một đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu và là chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế cho biết, Ukraine không có đủ năng lực để chế tạo đủ máy bay không người lái và tấn công sâu lãnh thổ Nga vào đủ mục tiêu để làm sói mòn ý chí chiến đấu của Nga. Nga cũng có các phương pháp tinh vi để chống lại máy bay không người lái của Ukraine bằng thiết bị gây nhiễu. Điện Kremlin trước đó cũng đã tuyên bố ngăn chặn phần lớn làn sóng tấn công bằng UAV của Ukraine trong tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã bắn hạ 20 máy bay không người lái của Ukraine nhắm tới Crimea. Chuyên gia Gadi, người gần đây đã đến thăm Ukraine cho biết, Kiev cũng đã tấn công các mục tiêu hậu cần của Nga bằng đạn dược tầm xa ở tiền tuyến trong nhiều tháng. Song cho đến nay, tác động của các cuộc tấn công như vậy vẫn chưa được phản ánh trên tiền tuyến của Moscow. Chúng tôi biết rằng vị thế của Nga đang xấu đi, nhưng nó không xấu đi đến mức mà bạn có thể mong đợi là một sự sụp đổ sắp xảy ra, ông nói các lực lượng Nga đang kháng cự quyết liệt và thậm chí còn tiến công. Ở đông bắc Ukraine, chính quyền ở đã ra lệnh sơ tán hàng loạt dân thường. Thành phố này là một phần của vùng lãnh thổ rộng lớn mà Ukraine đã tái chiếm vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái. Ở mặt trận phía Nam, các quân nhân Ukraine tiếp tục áp dụng cách tiếp cận chậm rãi để đảm bảo tiến công một cách an toàn, thay vì ưu tiên tốc độ như các đồng minh phương Tây, như Mỹ, khuyến nghị. Tháng trước, lực lượng Ukraine đã thành công giành lại ngôi làng Staromaoski sau nhiều tuần, làm dấy lên hy vọng rằng bước tiến này có thể là một bước đột phá thay đổi nhịp độ liên quan đến quân dự bị do phương Tây đào tạo. Phải mất thêm 3 tuần trước khi các lực lượng Ukraine giải phóng thêm ngôi làng Ujorani liền kề, và họ được cho là đã chịu tổn thất nặng nề. Tiếp cận biển Azov và chiếm lấy cây cầu trên đất liền của Nga tới Crimea là một trong những mục tiêu được thừa nhận công khai của cuộc phản công nhưng những tiến bộ của Staromovsky không liên quan đến chiến thuật mới. Sohi Kumin, phát ngôn viên quân sự của khu vực cho biết, các đơn vị trinh sát đã khảo sát hệ thống phòng thủ của Nga để tấn công vào các điểm yếu và cho phép các đơn vị nhỏ hơn, thường là bộ binh, di chuyển cùng với một đội gia phá bom mìn. Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Sak cho biết tiến độ chậm trong việc giả phá các bãi mìn rộng lớn dọc theo mặt trận đang ngăn cản Kiev giao chiến với phần lực lượng dự bị do phương Tây đào tạo. Để triển khai lực lượng dự bị của mình, chúng tôi cần phải đảm bảo rằng các lộ trình đều rõ ràng. Chúng tôi tha đi chậm hơn và đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ mạng sống của quân đội mình. Ông nói, các lực lượng Ukraine đã chiếm lại khoảng 130 km vuông lãnh thổ kể từ khi cuộc phản công bắt đầu vào tháng 6. Ở những thắng lợi mới nhất diễn ra gần 31 ở phía đông và khu vực Japorizhia phía nam ở thành phố Orykiv, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nỗ lực mở rộng không gian chiến đấu đó phải dựa vào UAV của chính Ukraine, chứ không phải vũ khí do phương Tây cung cấp, do những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí của NATO để tấn công Nga trên lãnh thổ của chính họ. Và chiến lược này cũng đi kèm rủi ro. Kelly Grico, người nghiên cứu các hoạt động không quân với tư cách là thành viên cấp cao tại trung tâm Stimson nhận định, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quản lý rất thành công nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga, bằng cách dần dần cấp cho kiev các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn và đạn dược tầm xa kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này một trong những điều mà các đồng minh của ukraine lo ngại là sẽ vô tình leo thang cuộc chiến và đối đầu trực tiếp với nga bà nói kiev đã yêu cầu các tên lửa tầm xa atacms từ mỹ trong nhiều tháng nhưng washington cho đến nay vẫn từ chối chuyển giao chúng với lý do nguồn cung hạn chế và lo ngại về một cuộc đối đầu leo thang với nga các quan chức chính quyền Biden đã nhiều lần nói rằng Mỹ không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Bà Grieco cho biết việc tăng phạm vi của các hệ thống vũ khí do Mỹ và các nước khác cung cấp đi kèm với rất nhiều đảm bảo từ Kiev rằng sẽ không sử dụng thiết bị đó để nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã bác bỏ những nghi ngờ ngày càng tăng về triển vọng của cuộc phản công mà Kiev đang tiến hành chống lại Nga. Đồng thời, ông Kuleba kêu gọi các đồng minh tiếp tục mang lại hỗ trợ cần thiết để nỗ lực quân sự của họ thành công. Chúng tôi tiếp nhận những bình luận như vậy một cách dễ dàng. Theo các quan chức, tướng lĩnh và nhà phân tích giấu tên, Ukraine lẽ ra đã không còn tồn tại trong vòng 3 đến 10 ngày, vào tháng 2 năm 2022 khi Nga tấn công. Bây giờ họ cho rằng Ukraine sẽ không thể thu hồi toàn bộ lãnh thổ của mình một cách nhanh chóng. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả những người hoài nghi cũng trở nên hy vọng hơn theo thời gian, ông Kuleba nói. Ngoại trưởng Kuleba cảnh báo các nhà phân tích nên thận trọng hơn trong các dự đoán và dự báo sâu rộng của họ. Chúng tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Thành công của chúng tôi sẽ là phần thưởng cho những người lạc quan trong khi hủy hoại danh tiếng của những người nghi ngờ, ông nói. Ba khu vực của Nga đồng loạt bị tấn công, nhiều nhà ga, sân bay bị ảnh hưởng. Một loạt máy bay không người lái UAV đã tấn công vào ba khu vực của Nga, ảnh hưởng tới hoạt động hàng không và đường sắt. Theo giới chức Nga, đã có máy bay không người lái tấn công vào các khu vực Kursk và Rostov của Nga, đều nằm ở khu vực biên giới với Ukraina. Tại đây, máy bay không người lái đã rơi xuống mái nhà ga tàu tại trung tâm Kursk, làm phần mái bị cháy. Hậu quả 5 người bị thương nhẹ do kính vỡ sau vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã vô hiệu hóa một UAV của Ukraina tấn công khu vực Moscow. Các vụ tấn công khiến 5 người bị thương, làm hai sân bay Domodedovo và Nokovo tại thủ đô Nga bị gián đoạn hoạt động tạm dừng đón các chuyến bay đến và đi. Theo cơ quan Freidrada, một số máy bay buộc phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay khác. Phía Nga cáo buộc Ukraine chính là thủ phạm thực hiện các cuộc tấn công này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong một cuộc phỏng vấn dài đã nói nhiều điều xoay quanh mối quan hệ giữa ông và tổng thống Nga Putin cũng như chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraina. Cuộc phỏng vấn của ông Lukashenko với nhà báo Ukraina Diana Panchenko được công bố trên kênh YouTube của nhà báo này. Tổng thống Nga đã không gây sức ép buộc Belarus tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraina. Ông Lukashenko cho biết đồng thời cảnh báo rằng min sẽ đáp trả sự gây hấn từ bên ngoài bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân của nga đã được triển khai ở nước ông ông lukashenko một trong những đồng minh thân cận nhất của ông putin có quốc gia giáp ukraine nga và ba quốc gia nato bao gồm ba lan cho biết nhà lãnh đạo nga không có lý do gì để lôi kéo belarus trực tiếp vào cuộc xung đột bắt belarus tham gia điều đó sẽ mang lại điều gì không gì cả ông lukashenko nói trong một cuộc phỏng vấn nhà lãnh đạo belarus cho biết người đồng cấp nga đã không báo trước cho ông về việc khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt nhưng đã đưa ra một yêu cầu đặc biệt trước khi chiến dịch quân sự được phát động chúng tôi đã không có cuộc hội đàm nào để cảnh báo rằng một cuộc chiến sẽ bắt đầu tôi thề với cô rằng chúng tôi không có cuộc trò chuyện nào về việc nga sẽ làm điều gì đó chống lại ukraine ông lukashenko nói theo nhà lãnh đạo belarus vài ngày trước khi xung đột bùng phát tổng thống nga đã yêu cầu che chở ông ấy nếu có chuyện gì xảy ra ông lukashenko giải thích rất có thể ông ấy lo sợ bị phương tây đâm sau lưng lukashenko cũng thừa nhận một số đơn vị của các lực lượng vũ trang nga đã tràn qua biên giới với ukraine từ lãnh thổ belarus khi moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng đông âu không có lý do gì để các vị đổ lỗi cho tôi không một thành viên nào của các lực lượng vũ trang belarus ở đó chúng tôi không vượt qua biên giới này nhưng các vị là những người khiêu khích chúng tôi trước ông lukashenko nói đề cập đến phía ukraine nhà lãnh đạo lâu năm ở min giải thích rằng trước khi nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt kiev đã triển khai các đơn vị tên lửa gần biên giới với belarus bao gồm cả những đơn vị sử dụng tên lửa tokau tình báo quân sự của chúng tôi đã theo dõi các đơn vị này đầu tiên họ dỡ bỏ các tấm bạt tre sau đó đưa các hệ thống tên lửa vào vị trí bắn và nhắm vào chúng tôi đó là lý do tại sao điều này phải được tính đến trong chiến dịch của nga người nga đã tiêu diệt các đơn vị này trước nhất ông lukashenko nói trong cuộc phỏng vấn ông lukashenko cũng cho biết rằng ông tin ông putin đã đạt được các mục tiêu đề ra ở ukraine và không ai có thể lật đổ nhà lãnh đạo nga vào thời điểm này cứ để họ thử nếu những vấn đề hiện tại không đủ với họ họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa không ai có thể lật đổ ông putin vào thời điểm này tổng thống belarus lưu ý ám chỉ đến các bình luận rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow sẽ kết thúc khi có sự thay đổi lãnh đạo ở nga về các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt chiến sự, ông Lukashenko nói rằng Kiev và Moscow nên ngồi xuống đàm phán và sẵn sàng thảo luận về tất cả các vấn đề, bao gồm cả tương lai của Crimea và các vùng lãnh thổ ly khai Ukraine mà Điện Kremlin đã tuyên bố sát nhập vào Liên bang Nga. Các cuộc đàm phán nên bắt đầu mà không cần điều kiện tiền quyết. Đây là một kinh điển của bất kỳ hoạt động ngoại giao nào. Hãy ngồi xuống bàn đàm phán và thảo luận về mọi thứ. Crimea, Kherson, Japorizhia, Donetsk và Luhansk mọi thứ ở đó đều nên được thảo luận. Chúng ta nên ngồi xuống và phát triển một chương trình nghị sự. Về Crimea, bán đảo nằm ở phía bắc của Biển Đen mà Nga đã sát nhập vào năm 2014. Ông Lukashenko cho biết, Tổng thống Putin chưa bao giờ khăng khăng đòi Minsk phải công nhận bán đảo này hay bất cứ khu vực ly khai nào. Ông ấy chưa bao giờ khăng khăng làm như vậy. Tôi đã không công nhận Crimea, Akhazia hay những nơi khác. Không phải vì tôi có quan điểm đặc biệt nào ở đó điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì và chẳng đạt được gì. Chúng tôi đã hợp tác với Crimea và chúng tôi vẫn đang hợp tác. Chúng tôi không che giấu điều đó. Chỉ là từ quan điểm của tôi thì việc công nhận là không cần thiết, ông Lukashenko nói với nhà báo Panchenko. Khi được hỏi liệu gần đây ông có bất đồng với ông Putin về các sự kiện xung quanh Ukraine hay không, ông Lukashenko nói rằng ông và Tổng thống Nga sẽ bày tỏ những quan điểm khác nhau trong các cuộc thảo luận song phương. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề đó không phải như một số người mà phương Tây gọi là nhà hoạt động đối lập, cố gắng giải thích. Ông Lukashenko bị ông Putin điều khiển, làm theo những gì ông ấy nói. Với tính cách của tôi, cách tiếp cận của tôi, những người biết tôi hoàn toàn hiểu điều đó là bất khả thi. Diana Pachenko là một phóng viên người Ukraine và là cựu nhân viên của kênh truyền hình News One đã bị đóng cửa. Nhà báo này đã bị cơ quan an ninh Ukraine SBU cáo buộc là thân Nga và tuyên truyền cho kẻ thù. Vào hồi tháng 1, Tổng thống Ukraine Zelensky đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với nhà báo Panchenko, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng, ngừng trao đổi và hợp tác văn hóa, ngăn chặn nhập cảnh vào Ukraine và rút các giải thưởng của nhà nước Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết nước này sẵn sàng mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu-EU trong năm nay. Trong thông điệp đăng tải trên Twitter sau chuyến công du Thụy Điển, ông Zelensky cho biết thêm, Kiev đang nhận được sự hậu thuẫn của Stockholm đối với mong muốn trở thành thành viên EU. Năm ngoái, EU đã cấp cho Ukraine tư cách ứng viên chính thức gia nhập liên minh, một động thái mang tính biểu tượng cho sự ủng hộ dành cho Kiev giữa xung đột với Nga. Tuy nhiên, quốc gia Đông Âu này vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định trước khi được kết nạp vào khối. Roman Starovod, thống đốc vùng biên giới Kursk của Nga cho biết, ít nhất 5 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào thành phố Kursk sáng sớm ngày 20 tháng 8. UAV tập kích cướp. Theo các thông tin sơ bộ, UAV đâm vào mái của tòa nhà ga đường sắt làm bùng phát một đám cháy sau đó. 5 người bị thương nhẹ vì các mảnh vỡ thủy tinh. Ông Sadovod viết trên Telegram. Daria Novosti dẫn lời quan chức này nói thêm các lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Trong một số video chưa được xác thực đang lan truyền trên mạng, sự cố dường như gây ra các tổn hại nhỏ đối với phần mái và mặt tiền của nhà ga. Các nhân chứng kể đã nghe thấy tiếng động cơ UAV trong khu vực trước vụ nổ. Cũng khoảng thời gian trên, hai trong số các sân bay quốc tế của thủ đô Moscow là Nukovo và Domodedovo đã tạm dừng tất cả các chuyến bay trong thời gian ngắn. Song hiện vẫn chưa rõ liệu biện pháp phòng ngừa này có liên quan đến việc ở Kursk hay không. Các vùng biên giới của Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod thường xuyên bị pháo kích và UAV tấn công kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina vào hồi tháng 2 năm 2022. Các quan chức Nga cáo buộc Kiev âm mưu bắn phá các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này, kể cả các nhà máy hạt nhân. Cho đến nay, quân đội Nga mới nhận trách nhiệm dùng các phương tiện không người lái tập kích cầu kết ở bán đảo Crimea và một số mục tiêu quân sự khác của Moscow những thông tin nóng hổi sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày xin mời quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức việt